xin chào tất cả mọi người à, các bạn thân mến và hôm qua thì chúng ta đã đón nghe phần 1 của câu chuyện một đời đau thương à, do chính thuận viết à, và cũng đã có những lời nhận xét đóng góp cũng như những lời động viên của tất cả quý vị khán giả điều đó cũng chính là cái nguồn động lực để thuận có thể cố gắng tạo ra những cái câu chuyện tiếp theo hay hơn đặc sắc hơn gửi tặng tới cho tất cả mọi người và để tiếp tục xem hành trình cuộc đời của bà hạnh còn trải qua những điều gì thì hôm nay mời tất cả chúng ta sẽ cùng đón nghe phần 2 của câu chuyện này. Và khi đón nghe xong thì rất hy vọng mọi người lại có những lời động viên cũng như góp ý cho thuận để dần dần thuận càng hoàn thiện hơn nữa trong những tác phẩm của mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tại quán nước bên bờ hồ nằm đối diện Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Lộc, có năm cái bàn được bày biện sẵn. Hai bàn đã phun người ngồi, hai bàn trống, một bàn được đặt ở gốc cây liễu cách quầy hàng chừng 5 mét. Chủ quán cố tình đặt cái bàn ở đó để làm nơi hàn huyên tâm sự cho các cặp đôi vừa lãng mạn vừa kín đáo. Toán đang ngồi đó, cứ đưa miếng nước lên miệng lại nhìn vào đồng hồ, rồi ngó trước ngó sau. Anh đang hóng từng giây từng phút để được gặp hạnh. Hơn 3 năm từ khi anh quay lại nơi này, xin về công tác cùng trường với Hạnh. Anh đã nhiều lần muốn hẹn riêng Hạnh để chính thức nói một lời xin lỗi. Nhưng chưa bao giờ Hạnh đồng ý gặp anh cả. Chỉ là những cuộc trò chuyện xã giao giữa hai người đồng nghiệp. Hạnh luôn né tránh anh mỗi khi vô tình chạm mặt. Cô còn thương anh lắm, nhưng địa vị của một người vợ không cho phép cô đi quá giới hạn. Chiều ngày hôm nay, Toán đã thực sự vỡ òa cảm xúc khi nhận được tin nhắn hạnh gửi hẹn gặp anh. Anh đã đến đây từ rất sớm. Anh chỉ mong một lần được gặp cô để xin lỗi, để hỏi thăm cô thôi. Chứ anh biết anh đã không còn cơ hội nữa rồi. Hạnh, ở đây nè em. Hạnh đang loay hoay ngó nghiêng ngó dọc để tìm Toán. Thì tiếng Toán cất lên làm cô giật mình. Cô dựng chân chống xe rồi từ từ tiến lại chỗ Toán. Cô hồi hộp lắm, không biết phải nói gì. Chỉ khẽ gật đầu chào em uống gì để anh gọi cho. Dạ thôi, em ngồi một lúc là phải về ngay ạ. Chủ quán cho một chai coca và một gói hướng dương. Mặc cho Hạnh không chọn đồ uống, nhưng như một thói quen của thời cấp 3 mỗi lần hai người hẹn hò. Toán biết rõ loại nước mà Hạnh yêu thích. Chờ chủ quán mang nước tới, Toán vừa rót nước vào ly đá, vừa nói. Cô chủ quán này già rồi, giờ con cô bán thay cũng đã hơn 10 năm rồi em nhỉ. Thời gian nhanh thật. Vâng, nhanh thật. Mọi thứ chẳng còn như xưa nữa. À, mà anh nhắn em ra đây có việc gì không ạ? À? Em nói sao? Không phải là em nhắn có việc muốn nói với anh à? Không. Anh nhắn cho em nói rằng mai anh sẽ phải đi xa nên hẹn em gặp mặt mà. Đi xa? Đi đâu? Anh có nhắn gì cho em đâu. Mà anh cũng không có đi xa đâu cả Vậy ai nhắn cho em Rõ ràng nói là anh Toán Hẹn em ra quán này lúc 8 giờ tối mà Sao lạ vậy Anh còn tin nhắn không Cho em xem đi Toán đang rút điện thoại ra Thì bỗng có một cơn gió thổi tạt qua Bụi bay tung lên Cả hai vội che mặt lại Vài hạt cát nhỏ đã bay vào mắt hạnh Khiến cô không mở mắt ra nổi Dùng tay rụi rụi mắt liên tục Tán vội vã ghé sát vào mắt cô Dùng miệng thổi thổi để bụi bay ra ngoài Cái cảnh tượng ấy ai nhìn vào Mà chẳng nghĩ hai người là một cặp tình nhân Đứng ở một góc trách 45 độ xa xa phía bên kia đường Trong cái khung cảnh tranh sáng tranh tối ấy Hai mẹ con bà Lan không tin nổi vào mắt mình Ở cái góc đó nhìn lại Thì chắc hẳn họ như được chứng kiến Một cảnh hôn nhau lãng mạn hơn cả phim Hàn Quốc Bà Lan vội nói Ôi con ơi Sao sự tình lại như thế này cơ chứ Còn Hạnh sao nó lại làm vậy Giời ơi là giời Khuôn mặt tư căng cứng Chân tay anh đang đun lên từng chặt. Anh không ngờ rằng Thẳng Toán mất tích bao năm Giờ quay lại cướp vợ anh như thế Mắt anh bỗng trừng trừng lên Khuôn mặt đỏ bừng Hai bàn tay nắm chặt Lao thẳng sang đường như một con thú dữ Anh túm cỏ áo Toán Đấm túi bụi lên mặt Lên người Toán không một chút thương tiếc Tư cầm cái vỏ chai coca trên bàn, đập thật mạnh vào đầu toán. Chai nước vỡ tan tành, mảnh vỡ bay tung tóe, Máu từ đầu toán chảy rộng ra xuống mặt, thấm vào cái sơ mi trắng đang mặc. Bị đánh bất ngờ, toán chưa kịp phản ứng gì, ngã ra đất nằm yên chịu trận. Bà Lan hét toán lên. Thôi con ơi, bình tĩnh đi, mẹ xin con đấy, đánh chết người bây giờ. Anh ơi, em xin anh, Tha cho anh đấy đi Chỉ là hiểu nhầm thôi mà Hạnh hoảng loạn bất ngờ trước sự việc vừa diễn ra Cô quỳ xuống chắp tay xin chồng Tha cho Toán Tha ư ừ. Cô nói tôi tha ư ừ. Tha cho kẻ cướp vợ mình ư ừ. Anh ơi chỉ là hiểu nhầm thôi mà Bọn em không làm gì có lỗi với anh cả <laughs> Hiểu nhầm Chính mắt tôi nhìn thấy mà cô còn cãi à Đây cô nhìn đi Cô nói với tôi đây là bố cô ư ừ cô đang ngoại tình với chính bố cô đó Đồ đàn bà lăng loạn Chắc nết Vừa nói Tư vừa xí bức hình Toán và mặt hạnh Toán đang ôm đầu đau đớn Thấy tấm hình anh vội giật lấy Đúng là bức hình anh mới chụp cách đây không lâu Để kỷ niệm ngày sinh nhật Anh vô tình đánh rơi nó ở đâu Mà anh cũng không rõ Té ra Hạnh đã nhặt được trong phòng chờ giáo viên Và giấu nhẹm đi Toán chợt nhận ra Hạnh còn thương mình Anh vội phân buồn chúng tôi không làm gì sai cả mày mày không có quyền xúc phạm cô ấy không sai gì cả ư ngồi giữa trốn người qua người lại mà bọn mày còn dám hôn nhau thì bọn mày còn sợ trời đất gì nữa mày giỏi lắm toán ạ à. cái gì mày cũng hơn tao đẹp trai hơn tao học giỏi hơn tao bao nhiêu thành tích thời cấp 3 gần về tay tao cũng bị mày giật mất giờ có con vợ mày cũng muốn giật mất của tao nói rồi từ sút thật mạnh vào người toán Cơ thể toán đau nhức Không đủ sức ngồi dậy để chống cự Bà Lan vội ngăn lại Con ơi đừng đánh nữa Mọi chuyện đã rõ rồi Về nhà rồi giải quyết đi con Người dân kéo lại Đứng xem cũng khuyên can Mẹ nói đúng đó cháu Vợ hư hỏng thì về nhà dạy bảo lại Giữa đường giữa xá đánh nhau không hay cho ạ à. Thường cháu quá Cô mà gặp cảnh chồng ngoại tình như này Chắc có nước cắn lưỡi tự tử mất Người nói ra kẻ nói vào Từ cũng ngồi ngoài một chút Anh túm tóc lôi sành sạch hạnh về nhà Dưới con mắt khinh khi của người đời Cả cái khu phố thị đó Ai cũng biết nhà bà Hương Lan cả Khối người muốn gả con gái cho con trai bà Nhưng đều bị tư từ chối hết Giờ chứng kiến cảnh này Họ cười hả hê trong bụng Nhưng do có mặt bà Lan Họ chẳng dám mở lời chế giễu Toán được chủ quán tốt bụng trở vào viện ngay sau đó Về đến nhà tư đẩy mạnh vợ ngã sóng xoài ra đất khuôn mặt hầm hầm sát khí hạnh nằm dưới đất khóc lóc run như cầy sấy từ ngày cưới nhau đến giờ chưa bao giờ tư nặng lời với vợ nửa câu chưa được nói đến đánh vợ nhưng hôm nay con thú sữ bùng lên trong anh thật khủng khiếp hạnh lồm cồm bỏ lại ôm chặt chân tư và nói em xin anh hãy nghe em giải thích chỉ là hiểu nhầm thôi bụi bay vào mắt em nên anh ấy thổi cho em Chứ không phải bọn em hôn nhau đâu Cô giỏi lắm Cứ cho là hai người không hôn nhau đi Nhưng gái đã có chồng hẹn trai ra quán nước Chọn một vị trí lãng mạn như thế ngồi tâm sự Là đúng sao Không Em không hẹn anh ấy Do anh ấy hẹn em ra để nói lời chia tay Ngày mai anh ấy phải đi xa Đã đến nơi Em mới biết anh ấy cũng không nhắn cho em Có ai đó đã nhắn nhầm cho em Mọi chuyện chỉ trùng hợp thôi anh ơi từ vỗ hai lòng bàn tay vào nhau kêu đen đét. <laughs> Hay lắm. Cô có khiếu làm nhà văn lắm. Bịa ra câu chuyện tuyệt đấy. Vậy tin nhắn đâu? Cái tin người ta nhắn nhầm cho cô đâu? Đưa tôi đọc. Hạnh ấp úng. Em em từ túm tóc giật ngược cổ Hạnh ra sau. Tôi nói cho cô biết ngay từ đầu cô đã lừa dối tôi thằng toán quay về làm cùng chỗ cô cô cũng giấu nhẹ bức hình kia cô nói là bố cô tối nay đi hẹn hò cô nói qua nhà đồng nghiệp cô còn yêu nó mà vậy cô lấy tôi vì điều gì chẳng phải chỉ vì tiền thôi sao không anh phải tin em em không dám làm điều tồi tệ đó đâu lúc đầu đúng là em đồng ý lấy anh chỉ vì ơn nghĩa nhưng quãng thời gian bên anh em đã dần yêu anh rồi em thật lòng với anh mà tin cô sao tin cô nên mới có ngày hôm nay đây cô nói cô yêu tôi mà cô giữ hình của tình cũ trong nhà cô cho tôi một lý do hợp lý đi em em chỉ là hạnh muốn nói lắm nhưng thực lòng đến hạnh còn chẳng hiểu sao mình lại hành động ngu xuẩn như vậy chỉ có lẽ cô muốn níu giữ cái cảm xúc thanh xuân tươi đẹp đó thôi Đừng cố chấp nữa. Bây giờ mày có nói gì cũng không ai tin mày đâu. Biến. Biến khỏi nhà tao ngay lập tức. Tao không cần cái loại vợ như mày. Quá đau lòng, tuổi hận. Hạnh đứng lên vào phòng thu dọn đồ đạc, cô bước ra ngoài. Lúc này bà Lan cũng đã về tới, đang ngồi an ủi con trai trên bộ ghế sang trọng. Bà ta không mắng chửi cô con dâu điều gì, bà ta chọn cách im lặng. Bà ta sợ thốt những lời không hay trong lúc tức giận sẽ dễ bị bại lộ hạnh nhìn bà lan và nói con xin lỗi mẹ vì con mà mẹ phải khổ tâm bây giờ mẹ và anh tư đang giận còn có nói gì cũng vô ích con xin phép về nhà ngoại ít ngày khi nào nguôi giận con con sẽ về nói chuyện với mẹ và anh tư sau bà lan nhìn cô khẽ gật đầu bà tỏ vẻ giận lắm bà nói Ờ, ừ. về đi. Nhà này đối với con cũng đâu có tệ bạc gì. Cái kết này là tự con chọn, tự con phải gánh lấy. Mẹ thực sự đau lòng lắm. Hạnh ả lên khóc sau câu nói ấy. Trong mắt cô người mẹ chồng này thật hiếm có trên đời. Nhưng cô đâu biết, bà ta chẳng thua kém bất cứ một diễn viên gạo cội nào. Cô bước đi mà lòng quặn thắt khi cô bước vào căn nhà này tay trắng thì lúc ra đi cũng trắng tay lê từng bước nặng nhọc trên con đường vắng lặng một mình một bóng cô vừa sợ vừa đau lòng hai hàng nước mắt cứ chảy không ngừng cuộc đời cô chẳng còn gì cả cha mất mẹ mất em trai mất giờ đến chồng cô cũng bỏ cô tuyệt vọng muốn chết đi ngay giải thoát cái cõi đời bạc nhược nhưng sinh linh bé nhỏ trong bụng cô nó không có tội cô biết mình mang thai định bụng sẽ làm chồng bất ngờ nhưng sự định đã tan thành mây khói niềm hy vọng cuối cùng lóe lên trong đầu cô tiếp thêm cho cô sức mạnh bước tiếp trên đường đợi phía trước đặt chân đến cổng nhà cũng đã gần sáng cô ngồi cục ngoài cổng ngủ thiếp đi căn nhà tuổi thơ cô từ ngày vĩnh mất cũng trở lên ảm đạm hẳn cô nhờ người thân trông nom dọn dẹp và hương khói cho em trai ánh mặt trời ló dạng. Bà Thủy là cô họ của cô sang quét dọn, thấy cô ngủ cục ở đó, bất ngờ lắm. Cô tỉnh giấc, ôm bà Thủy khóc rưng rức, kể đầu đôi mọi chuyện cho bà Thủy nghe. Bà Thủy thương cháu lắm, ôm cô vào lòng an ủi. Tội nghiệp con, tưởng hạnh phúc ai rẻ. Thôi, về đây với cô, với xóm làng. Mọi người tuy nghèo nhưng đùm bọc nhau. Sau thời gian nữa chồng con hiểu ra, rồi mình tính tiếp chăm sóc cho cái thai trong bụng cho tốt sinh cho cô đứa cháu kháo khỉnh nhé đúng là người nông dân chân chất luôn giàu lòng yêu thương như thế bà thủy diều hạnh vào nhà nghỉ ngơi nấu cho hạnh tô cháo nóng hạnh điện thoại lên cơ quan xin phép nghỉ dài hạn thì nhận được tin như xét đánh ngang tai cô và thầy toán bị cho thôi việc vì chuyện hai người cả cái phố thị đó đều biết phụ huynh kiến nghị không thể để giáo viên có tư cách tệ như vậy dạy dỗ con họ lại là bàn tay bà lan nhúng vào ông hiệu trưởng một thời là kẻ lọt hố của bà một trong những cổ đông của xưởng cỗ hương lan mà không được nhận lợi nhuận bà ta muốn triệt đường sống của hạnh con đàn bà hiểm độc đó liệu đã buông tha cho hạnh hay chưa cái tin hạnh ngoại tình đồn thổi khắp làng quê nhưng mọi người ở đây ai cũng tin cô vô tội họ tin vào nề nếp gia phong gia đình ba đời làm nghề giáo Ai cũng hiểu rõ con người hạnh như thế nào Họ động viên cô cố gắng vượt qua sóng gió Sau cơn mưa trời lại nắng Tình làng nghĩa xóm cũng vơi bớt phần nào nỗi đau trong cô Cô vui vẻ sống tiếp Mở lớp dạy thêm cho trẻ tại nhà Lấy công bằng củ khoai lon gạo Nuôi gà trồng rau sống qua ngày Về phía tư Sau ngày đó anh lao vào rượu trẻ cờ bạc Không chịu làm ăn gì Bỏ mặc sườn gỗ muốn ra sao thì ra bà lan khuyên ngăn con trai nhiều nhưng anh cũng không thay đổi với người đàn bà này có điều gì làm bà ta khuất phục bà lan thay đổi chiến thuật nhờ đến sự giúp đỡ của linh linh thường xuyên qua thăm hỏi động viên thậm chí nhậu đến sai cùng tư trong lúc cô đơn buồn chán tìm được người bầu bạn tư cũng thấy nhẹ lòng hơn mỗi lần say là linh lại xin ngủ lại với tư rồi với kỹ năng điêu luyện của mình linh khiến tư mê luôn cái cảm giác làm tình với linh Giờ đây thiếu hơi linh bên cạnh Anh không thể chịu được Linh nghiễm nhiên bước vô căn nhà to đùng đoàn này Trong khi Tư và Hạnh còn chưa chính thức ly hôn Nhắc lại cái vụ Hạnh gặp Toán ngoài bờ hồ Là do một tay Linh sắp xếp Lấy được số của Toán từ thằng Tuất Linh mua luôn cái sim điện thoại mới Cô đã nhắn tin cho cả hai người Ban đầu cô cũng lo hai người không tin Nhưng ai rẻ hai con lửa đó sẽ vào trọng như vậy Mọi chuyện thành công đến mức cô cũng rất bất ngờ Linh cũng chả tốt đẹp mẹ gì Cô cũng chỉ nhắm vào cái khối gia tài kích xù này thôi Chứ yêu đương gì tư Bà Lan nghe phòng phanh đâu đó Con Hạnh có bầu Bà ta cũng ngạc nhiên lắm Lúc còn ở nhà bà Thấy Hạnh có biểu hiện thai ngén nhưng không chắc chắn Ai ngờ điều bà nghĩ là thật Bà lại nảy ra một âm mưu Linh thì thực chất không muốn đẻ Cô ta cũng bạo dạn tuyên bố thẳng thừng điều đó với bà Lan lâu rồi nhưng bà lan đâu quan tâm thậm chí bà còn vui trong lòng nữa bà cũng chẳng muốn cháu bà mang dòng máu của loại con gái như linh ăn chơi hư hỏng lúc nào cũng óng ả à, óng ẹo bà ta chỉ nhắm vào ông chủ tịch huyện cha đẻ của linh thôi mối quan hệ với quan càng to việc kinh doanh của bà ta càng thuận lợi nói gì thì nói cái thai nhi trong cơ thể hạnh lúc này cũng là của con trai bà bà nhất định phải sảnh lấy cháu bà hạnh có nhà không cháu ơi cô mang cho chén canh bầu ăn cho mát này dạ cháu cảm ơn cô thủy lát cháu ăn cháu soạn nốt ít bài tập chiều dạy cho mấy đứa nhỏ bụng to rồi hay đừng dạy nữa nghỉ ngơi đi chứ bụng này chắc chỉ hai tuần nữa là sinh thôi vâng cháu cũng đang định dạy nốt hai buổi nữa cho xong chương trình học của mấy đứa là cháu nghỉ đẻ đây ạ bà thủy ngày nào chả qua với hạnh hôm thì sáng hôm thì chiều hôm bắt canh bầu hôm ít tép rang hai cô cháu thân nhau lắm hạnh cũng coi cô như mẹ mình vậy đang nói chuyện vui vẻ hạnh giật bắn người nhìn ra ngoài cổng tiếng bà lan vọng vào hạnh có nhà không con hạnh đứng hình ba giây vội đứng dậy ra mở cổng mời bà lan vào nhà ấp úng hỏi mẹ 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 sao mẹ đến đây ạ mẹ đến thăm con với cháu mẹ không được sao vâng được được ạ à. mời mẹ vào nhà uống nước bà thông gia đến chơi đó à bà thủy hỏi thăm trong mắt hạnh và mọi người thì bà lan vẫn là một người mẹ chồng tốt bụng chuyện bọn nhỏ người lớn không có lỗi nên bà vẫn nồng hậu chào đón vâng tôi chào bà bà lan vừa nói vừa ngồi xuống ghế hạnh vội rót nước cho bà ta cô đun giọng hỏi mẹ 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 hết giận con rồi sao hả mẹ mẹ hết giận con lâu rồi mẹ suy nghĩ suốt từ ngày con đi tại anh tại à, tại cả đôi bên trong chuyện đó thằng tư cũng có lỗi không chỉ riêng con hạnh lại khóc cô sụt sùi con cám ơn mẹ đã hiểu cho con thế anh tư thì thế nào ạ à? nó cũng hiểu ra rồi nó chở mẹ đến đây đó chứ nhưng ngại chưa dám vào bắt mẹ vào trước đang đứng ngoài đầu đường kia kìa. Húp ngụn nước, bà Lan nói tiếp. Mẹ biết con mang bầu khổ lâu nay. Mẹ dục thằng Tư xuống đón con về lâu rồi. Ngặt nỗi đúng đợt xưởng nhiều đơn hàng quá. Nó bận bịu suốt từ sáng đến khuya. Với mẹ nghĩ nó chưa đủ tự tin gặp lại con nên cứ chần chừ. Nay việc thành thơi nên xuống đón con về. Hạnh và cô Thủy đều rơm rớm nước mắt vì tận tâm can hai người vẫn tin một ngày nhà chồng sẽ hiểu ra vấn đề. Và ngày đó đã đến như một giấc mộng. Bà Lan gọi tư vào, xin phép cô Thủy đưa hai mẹ con Hạnh trở về. Ngồi trên xe hơi, Hạnh mở toan cửa kính, hít hà mùi thơm của cánh đồng lúa chín. Cô khẽ quay qua nhìn chồng. Tư nhẹ mỉm cười với cô, nói lời xin lỗi. Bà Lan ngồi ghế sau, nhếch mép, nở nụ cười, nham hiểm. Hơn hai tuần sau đó, Chúc mừng gia đình Con trai là con trai Nặng 3,1 kg Tiếng bà bác sĩ sản phụ nói lớn Át đi tiếng khóc e e của đứa trẻ vang ra từ phòng đẻ Tư và bà Lan nhìn nhau hạnh phúc Chạy vội theo xe cáng đang đẩy cả hai mẹ con Hạnh qua phòng hồi sức Quá mệt nên Hạnh chỉ kịp nhìn con một xíu rồi từ từ thiếp đi Cô được chuyển qua phòng hồi sức ngay lập tức Bà Lan chạy lại bế đứa cháu từ tay cô y tá Hôn nhẹ lên bàn tay nhỏ xíu Đôi mắt nó nhắm lim dim, cái môi ửng hồng trúng chím, khẽ cựa quậy vô cùng đáng yêu. Bà Lan khẽ nói: "Bà đặt tên con là Hiếu, lớn lên con hãy trở thành người hiếu học và hiếu thảo nghe con." Nằm bệnh viện 3 ngày, bác sĩ cho gia đình đưa mẹ con hạnh về nhà và dặn dò đủ thứ. Bà Lan gật đầu cho có lệ, chứ tâm trí bà đang chạy giải cách làm sao giày vò hạnh. Vừa về đến nhà, bà Lan đã quát bà giúp việc. Hòa đâu Dọn dẹp phòng xong chưa Để bà đức cháu bà vào Dạ thưa bà xong rồi ạ Bà Lan bế thẳng cháu vào phòng bà ta Trước sự ngỡ ngàng của Hạnh Hạnh lên tiếng Mẹ ơi Phòng con bên này ạ Ừ biết Nhưng thích cho nó qua bên này Từ nay chỉ trừ khi cho con bú Thì mới được vào phòng Còn không thì miễn vào nghe chưa Hạnh bàng hoàng không hiểu chuyện gì thì từ đằng sau phát ra tiếng nói <laughs> Để loại người như cô chăm con Thì con của anh Tư liệu có lên người được không? Cô sẽ dạy gì cho nó? Dạy nó cách ngoại tình hả? Giọng chua lét đó là của con Linh Nó vừa nói vừa tiến lại ôm eo Tư nói Tôi nói cho cô biết Không vì cô có thai á Thì còn lâu cô mới được quay lại cái nhà này Anh Tư Giờ đã là của tôi rồi Hạnh còn đang chết đứng người vì điều này quá sốc với cô. Mới 30 phút trước tại bệnh viện, mọi thứ còn đang tốt đẹp lắm mà. Cô đứng như trời trồng, miệng lắp bắp không thành tiếng. Linh tiếp. Sốc lắm đúng không? Cô tưởng cái nhà này dễ dàng bỏ qua cho một con điếm ngoại tình hay sao? Cô đẻ xong rồi, cũng là lúc cút xéo đi là vừa rồi đó. Hạnh nhìn trừng trừng tư, hít một hơi thật sâu, cô nói anh nói đi Chuyện này là sao Hóa ra tất cả chỉ là một màn kịch thôi sao Đúng vậy Tiếng bà Lan từ đằng sau vang lên Cô nghĩ danh tiếng nhà này Bị cô hủy hoại không ít Mà chúng tôi phải tha thứ cho cô ư Một con điếm già mồm Cô quay lại nhìn vào đôi mắt rực lửa của bà Lan Cô thật không tin nổi vào tai mình Đây là lời nói của người mẹ chồng Mà cô luôn kính trọng đây sao Trước mắt cô là một người hoàn toàn xa lạ chứ không phải bà lan nữa rồi cô cười lớn chỉ tay vào mặt cả ba rồi nói các người diễn giỏi lắm các người chỉ biết lo cho cái danh tiếng của mình có bao giờ chịu nghe tôi giải thích đâu tôi đã làm gì sai một cái tát như trời sáng khiến cô chảy cả máu miệng chính từ đã tát cô cô còn già mồm à cô chỉ tay vào mặt ai Cô thách tôi bẻ từng ngón tay cô không Đến lúc cô cút khỏi căn nhà này rồi Nói xong Tư bỏ ra xe chạy vụt đi Chỉ còn ba người đàn bà Đứng nhìn nhau chằm chằm Mẹ Tại sao mẹ lại làm vậy với con Mẹ còn giận thì mẹ chửi mẹ mắng con Sao mẹ phải đóng kịch với con làm gì Bà Lan tiến lại bóp cảm hạnh Nghiến chặt hai hàm răng Bà gằn giọng Nghe cho kỹ đây chưa bao giờ tao coi mày là con dâu tao cả nếu không vì thằng tư nó ngu nó quyết cưới mày bất chấp lời tao cản thì mày đừng mơ bước chân vào cái nhà này nửa bước vì mày mà mẹ con tao xảo xáo vì mày mà nó cãi tao vì mày mà nó không quan tâm đến tao mày bỏ bùa con trai tao đúng không mày muốn chiếm đoạt cái gia tài này chứ gì mơ đi cưng còn xanh và non lắm con dâu yêu quý ạ à. Linh nói thêm vào <laughs> Mày có biết cái chết của mẹ mày Của em trai mày Là do ai gây lên không Một tay tao với mẹ chồng mày làm đó Mày càng đau khổ Tao càng sung sướng <laughs> Hạnh say sầm mặt mày Khi lời Linh vừa dứt. Cô ngồi trầm ngâm vài phút Sầu chuỗi lại mọi việc Từ mấy gói sầm bà Hạnh đưa cho đến chiếc xe tải em trai mình lái cũng chính tay bà lan đưa chìa khóa cô òa khóc như một đứa con nít tay cổ như ủ đi bởi điều cô vừa nghe kinh khủng quá cô nghĩ những tình tiết tàn nhẫn này chỉ có thể xảy ra trong phim thôi chứ ai ngờ nó đang vận vào chính cuộc đời cô cô gạt nước mắt lao lên túm cổ linh tao giết mày con khốn linh bị cô túm cổ bất ngờ không kịp phản ứng mụ lan từ phía sau túm tóc giật hạnh ngã ngửa ra mụ ngồi lên bụng cô tát liên hoàn vào hai má cô lấy tay chống đỡ nhưng sức của người đàn bà vừa vượt cạn không đủ để cô chống lại mụ linh xông lại xé quần áo cô ra giật tóc cào cấu đánh đập không thương tiếc tiếng khóc khát sữa của đứa con nít mới ba ngày tuổi vang lên trong nhà mới khiến hai mụ dừng tay bà hoa xúc việc muốn ra cứu cô lắm nhưng bà sợ chủ chỉ biết đứng chôn chân một góc thương cảm cho hạnh hạnh đau đớn quá cô nằm bẹp tại chỗ thở mệt nhọc con khóc càng lớn hạnh lồm cồm bò dậy định lấy người về phía con nhưng bị mụ lan lôi ra từ giây phút này trở đi tao cấm mày bén mảng đến gần cháu tao mày không phải mẹ nó giấy ly hôn tao đã chuẩn bị sẵn rồi mày ký vào đây nhanh rồi biến vừa thở hổn hển hạnh vừa nói tôi sẽ ký tôi cũng không còn tha thiết gì cái ngôi nhà tàn độc này nữa nhưng các người không có quyền cấm tôi gặp con tôi sẽ kiện các người ra tòa tôi sẽ giành quyền nuôi con được để tao chống mắt xem mày giỏi giang cỡ nào mày làm được gì còn giờ cút ngay bà lan vừa cằn trọng vừa quăng đống đồ của hạnh ra sân cô cúi xuống vừa đống đồ rồi bước ra cổng vội vàng đi thẳng ra ủy ban nhân dân huyện hỏi cách kiện bà lan thấy cô gái đầu tóc rối xù mặt mày lem luốc máu còn chảy ra từ mũi bước vào ủy ban đòi kiện bà hương lan ai cũng xua đuổi cô về họ nhìn cô bằng ánh mắt đầy khinh miệt còn kiến mà đòi kiện cụ khoai cái tên hương lan đến chủ tịch huyện còn phải e rẻ huống chi cái loại dân đen chân đất như cô cô tuyệt vọng bước ra khỏi cổng ánh mắt hận thù ngước nhìn lại đầy nghiến nói cứ chờ đấy Tất cả các người sẽ phải trả giá Rồi từ đó không ai còn thấy cô ở cái huyện Vĩnh Lộc này nữa Một, hai, ba, dô Tiếng cụm bia chúc tụng rộn ràng Tiếng nhạc in ỏi mừng đám cưới Tư và Linh Nụ cười giòn tan của Tư Chẳng khác gì cách ngày anh cưới hạnh Cái miệng rộng như cá bạc má Cứ cười ngoác cả ra đổ nhét trọn cả cái đầu lâu vô đấy cảnh tượng chả khác đám cưới của vài năm trước là mấy ngoại trừ cái việc chả tìm được một cái áo nâu sồng chỉ dành cho người nông dân quê mùa nào cả ai cũng lồng lộn bóng lừ với đồ tây dày hiệu bởi nhà gái lần này toàn đám quyền cao chức trọng trong huyện cả mà cái ông mc mặt có cái nốt ruồi to tướng dưới cằm loe ngoe vài cọng râu dê dẫn từ đám cưới trước tới đám cưới này vẫn y cái bài phan tế quen thuộc alo alo giờ lành đã đến mời mọi người hướng mắt ra phía cổng chính, chào đón đôi tân lang tân nương đẹp nhất trong ngày hôm nay. Ai cũng mong vài cái nghi lễ đám cưới, chào nhẫn, chào nón diễn ra ảo ảo lẹ lẹ để vào tiệc cho rồi. Bỗng sừng, một cơn sông mạnh như bão ảo ảo thổi tới, làm cái cổng hoa đổ sập xuống, phòng bạc giật lên dữ dội. Mấy đường dây điện kêu lẹt xẹt rồi xì khói. Trời đổ mưa rào rào, sấm chớp nổ vang rền đám quan khách nháo nhào chạy tìm chỗ trú mưa như tổ ong vỡ trận những mầm cỗ để sẵn trên bàn giờ đây toàn lá cây cắt bụi nước tương nước mắm vãi tung tóe trên nền giống hệt mấy bà nhai chầu xong nhổ bẹt ra đất cảnh tượng tàn hoàng như vừa mới động đất xong bà lan và lão chủ tịch huyện thở dài ngao ngán không ngờ ngày vui lại tanh bạch như thế này ông bà cúi đầu xin lỗi từng đoàn khách lũ lượt bỏ về Điên thật Mẹ đã xem xét ngày cẩn thận rồi mà Trời tự dưng lại nổi sông Thôi mẹ tức thì mọi chuyện cũng đã rồi Tin tưởng thầy bà cho lắm vào Gọi người cho dẹp hết đi Cô con dâu mới Nói giọng khó chịu như ra lệnh cho bà Lan Xong ngấm nguẩy Chui tọt vào phòng nằm Bà Lan ngớ người vì cái thái độ đó Nhưng rồi cũng im lặng làm theo Chiều hôm sau vừa đặt mông xuống ghế ăn Bà Lan nhăn mặt hỏi con Linh đâu tư Sao sáng giờ không thấy Còn ngủ trên đó kìa Còn gọi mãi chẳng dậy Bà Lan nhăn mặt Bây giờ là mấy giờ rồi còn chưa dậy 11 giờ trưa rồi đó Cô Hoa lên gọi nó xuống đi Thôi khỏi gọi Con dậy rồi đây Đang ngủ ngon mà mẹ cứ ầm ầm lên thế Ai mà ngủ cho được Ở nhà con ngủ đến 5 giờ chiều cũng chả ai nói gì Bà Lan đang nóng mặt Bỗng thay đổi sắc mặt ngay ừ thì mẹ sợ con đói nên mới gọi con dậy ăn cùng hơn nữa nhà có ba người thôi ăn trước ăn sau nó mất vui con ạ cái bà lan này cái số của bà như thể sinh ra suốt đời phải nịnh con dâu hay sao á với hạnh thì vì sợ con trai từ mẹ còn với linh thì bà lại sợ cái quyền cao của ông thông gia chủ tịch huyện quan điểm của bà ta luôn là thả con săn sắt bắt con cá bà xa dù nhịn nhục thế nào cũng được miễn đạt được mục đích Hạnh hiền từ quá không nhìn thấu Chứ Linh thì đi quốc trong bụng bà ta Vỏ quyết dày thì có móng tay nhọn Linh biết bà ta chẳng dám động đến mình Nên cô cứ tha hồ lộng hạnh thôi Cô cứ ăn gì mình muốn Ngủ tẹt cả ngày Nhà cửa chẳng dọn dẹp Quần áo mặc xong là vứt đầy một góc Ăn uống gì xong là vứt nguyên tại đó Cô không động chân động tay một việc gì trong nhà Dù là nhỏ nhất Luôn luôn lấy lý do ở nhà Cô cũng y như vậy nhưng chẳng ai nói gì Tối đến lại tụ tập bạn bè đi ăn chơi nhảy múa đến nửa đêm mới về. Có hôm còn chẳng về nhà. Bà Lan nóng máu lắm rồi nhưng không làm gì được đứa con dâu cứng đầu. Còn Tư thì như thằng cù đần sợ vợ ba vành và cũng bởi anh ta nghiện cái sợ kêu làm tình của vợ. Thời gian trôi qua khi cô Hiếu được 5 tuổi. Sưởng gỗ hương lan cứ càng ngày làm ăn càng xa suốt khách hàng thân quen bao năm cứ mất tích dần. Nhiều lần hàng xuất đi, đổi lại bị trả về vì lỗi sản phẩm. Bà Lan lo lắm, trực tiếp bà ra xưởng điều hành công việc. Đây là hàng xuất cho bên Gia Viễn bị trả về hôm qua. Đống kia xuất cho Thục Linh bị trả về hôm 28. Bên này thì Bảo Lam chê gỗ tồi. Góc đó Huỳnh Tấn nói Sơn không đúng yêu cầu. Còn... Bà Lan đưa tay, ngăn thẳng quản lý đang thao thao bất tuyệt lại. Bà nói. Thôi đủ rồi, chúng mày làm ăn kiểu gì mà để tình hình sướng tệ như vậy? Bao nhiêu hàng bị trả về, mày biết tao thu lỗ bao nhiêu không? Dạ, nhưng chúng cháu cũng cố hết sức rồi, làm đúng như những gì bà và anh Tư dặn. Bà Lan thở dài, bà không hiểu lý do gì cả. Bao năm nay hàng bà làm ra số lần bị trả về chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà gần đây liên tục bị trả về với những lý do không thể chấp nhận được. Họ đều là những bạn hàng lâu năm của bà, nhiều khi lỗi còn to tát hơn mà họ còn cho qua. Sao đợt này lạ vậy nhỉ? Hay có kẻ chơi xấu bà? Bảo bàn khoăn nảy ra trong đầu bà, bà điện thoại cho từng người để hỏi cho ra lẽ, nhưng đều nhận lại những lời chê trách thậm tệ. Họ chạm số bà, khẳng định không bao giờ nhập hàng Hương Lan nữa. Bà cay lắm, bao năm thương trường bà chưa từng rơi vào tình huống này, mất đi những người bạn hàng lớn xưởng cỗ hương lan rơi vào khế khủng hoảng trầm trọng nằm đọc báo trên ghế bà ngủ thiếp đi lúc nào không hay bỗng bà cảm nhận thấy có bóng người đàn ông đang đứng nhìn bà từ ngoài cửa ánh mắt giận dữ lắm rồi người đó tiến dần về phía bà hai tay đưa lên cổ bà bóp thật mạnh bà ú ớ kêu gào nhưng không thốt ra thành lời mắt to mở trợn trừng ngực bà như có cả tảng đá lớn đè chặt khó thở bà nhận ra gương mặt người đàn ông đó là vĩnh em trai hạnh bà sợ quá quẫy đạp liên hồi bỗng bên tai nghe tiếng gọi bà ơi bà ơi bà bị sao vậy bà tỉnh dậy đi ạ bà hạnh mở choàng mắt mồ hôi còn nhễ nhại trên trán bà thở phào nhẹ nhõm chỉ là giấc mơ bà ôm chặt thằng hiếu vào lòng hơi thở vẫn còn chưa bình ổn trả lời hiếu bà mơ thôi cháu ạ bà không bị sao cả Sao Hiếu lại ở đây Bà Hoa đâu Bà Hoa đang nấu ăn dưới bếp Cháu đang chơi Thấy bà cứ đạp bàn rồi hét lên Nên cháu gọi bà dậy Cháu bà giỏi lắm Mà Hiếu nhớ lời bà dặn không nào Nói lại cho bà nghe nhé Mẹ Hiếu là người mẹ tồi Bỏ Hiếu từ khi mới 3 tháng tuổi để theo trai Thông thường Một đứa trẻ Người lớn sẽ dạy cho nó các câu thơ hay Những mẩu chuyện lý thú nhưng bà Lan lại dạy Hiếu thọc thuộc lòng câu đó. Bà thường xuyên kiểm tra nó như một câu nói bất di bất dịch nó không được phép quên trong cuộc đời. Ở cái lứa tuổi đó nó hiểu thế quái nào được theo trai là như thế nào. Nhưng thằng Hiếu vẫn đọc vanh vách không sai dù chỉ một từ. Cách dạy cháu của người đàn bà cách nghiệt nó kinh khủng như vậy đó. Thôi, bà cháu mình vào ăn trưa nào. Bà đói quá rồi. Nụ cười ngây ngô của Hiếu làm bà Lan quên bén đi giấc mộng hái hùng vừa rồi. Anh ơi, tối nay sinh nhật bạn em. Em đi overnight luôn đó. Tối mai em sẽ phục vụ anh nha. Nằm trong phòng ngủ trưa, Linh mơn trớn vút về khắp cơ thể chồng mình, nói giọng lạ lơi. Anh đưa em ít tiền nhé. Bao nhiêu? Năm chục. Ờ, lấy trong ví anh kìa. Linh mừng rỡ bỏ dậy lấy ví, mở trước mở sau Cô đếm được có 8 đồng 10 nghìn Cô giận lấy Còn mỗi 80 nghìn là mừng hụt Em đòi anh 50 Anh cho em 80 còn gì Không phải 50 nghìn mà 50 triệu 50 triệu Em nghĩ gì vậy giết anh đi còn hơn Đi sinh nhật bạn mà cần số tiền lớn thế làm gì Còn mỗi thêm mà lớn Hẻ hấn gì so với gia tài nhà anh Em còn có việc khác nữa Anh cứ cho đi rồi xong việc em kể lại cho nghe 50 triệu đó em ạ à, Em làm như con tôm con tép không bằng Nhà mình đợt này làm ăn thua lỗ nhiều Anh đang bệ đầu đây Anh không thương em đúng không Em có việc mới xin anh Từ ngày cưới anh đến giờ Em đã bao giờ xin số tiền lớn vậy đâu Thế mà cũng cảm ràm rồi bới móc em Nói rồi Linh khóc tu tu lên Quay mặt vào tường ôm gối Từ suy nghĩ một hồi rồi nói không phải anh không muốn cho em, mà nhà mình đang kẹt thật. Tiền bỏ ra mua gỗ gần hết rồi, hàng xuất đi mấy đợt toàn bị trả về. Anh chiều em lần này thôi nha, chiều anh trở ra ngân hàng rút, chứ tiền mặt không còn. Linh im bặt không khóc nữa, cô quay lại ngoạm cái đôi môi cong tớn, ngậm chặt môi tư. Một cuộc mây mưa vẩn vũ kéo dài đến tận 3 giờ chiều. Tư chở cô ra ngân hàng rút tiền xong, anh chạy qua xưởng kiểm tra tiến độ công việc của đợt hàng mới. Còn Linh bắt taxi đi hướng ngược lại. Vừa đến xưởng, cái mùi sơn sọc lên mũi làm tư khó chịu. Anh vội lấy khẩu trang đeo kín mũi. Công nhân đang tích cực làm việc. Kẻ đục đẽo, kẻ sơn bóng. Tất cả đều tập trung hết công sức theo lệnh của bà Lan. Đợt hàng này, bà tuyệt đối không để xảy ra bất cứ một sai sót nào. Vì bao nhiêu vốn liếng bà dồn hết vào đây. Một cú liều của bà Lan, một ăn cả ngã về không. Đúng là ý chí của người đàn bà máu mặt. Cũng chính cái tính liều ấy mới giúp bà ta có vị trí như ngày hôm nay. Từ động viên anh em. Mọi người ráng làm cho tốt. Chuyến hàng này thành công sẽ không quên công sức của mọi người đâu. Nói rồi, hắn vào văn phòng ngồi tính tính toán toán sổ sách. Đang chăm chú ghi chép, bỗng hắn nghe thấy tiếng động rất mạnh phía sau. Giật mình quay lại, chồng tài liệu đổ ngổn ngang dưới mặt sàn cao mày đứng dậy xếp lại cho gọn gàng bỗng hắn rùng mình ớn lạnh khi thấy âm thanh của chiếc đài radio đột nhiên phát lên bản nhạc buồn chấn tĩnh tinh thần hắn bước lại tắt đài quay lại thu đống tài liệu vừa đứng lên hắn cảm nhận ngoài cửa có một bóng đen vụt qua hắn đào nhanh ra quát lớn ai ai đó đáp lại hắn là một không gian im như tờ hắn nghĩ chắc mình hoa mắt quay lại đặt đống tài liệu trên giá thì hình như bóng đen đó lại vụt qua một lần nữa da cả nổi lên từng cục nhưng hắn vỗ đầu tự chấn an chắc lo lắng quá sinh ảo tưởng thôi quay lại bàn làm việc được một lúc hắn bất chợt nghe thấy tiếng hét bên xưởng chạy vội ra thì một anh công nhân đang thở gấp mặt tái mét vì sợ hãi anh ta nói vĩnh thằng vĩnh tôi tôi mới thấy nó trong nhà vệ sinh anh nói nhảm gì đó vĩnh nào cả đám công nhân xôn xao hỏi mọi người quên rồi sao vĩnh em vợ của anh tư đó nó chết trong lúc đi lấy hàng nhớ chưa đám công nhân đó thì có người biết người không vì chuyện cũng nhiều năm rồi nên cũng không còn nhiều người quan tâm tới họ hỏi lại mày nói thật không hãy giỡn đó đùa kiểu này không vui đâu nha thật tôi, tôi đang đứng tẻ nó đứng ngay cạnh tôi còn mỉm cười chào tôi nữa Mặt nó trắng dã Hai mắt lồi to Nước trên người thì cứ nhỏ tong tong Ôi tôi sợ quá hét ẩm lên Chạy ra đây ngay Còn chưa kịp kéo khóa quần đây này Tất cả nhìn xuống cái ngã ba của anh ta Khóa quần còn chưa kéo thật Lòi cả cái quần xịp xanh ra ngoài Từ lên tiếng Hoang đường Làm gì có chuyện đó Chết lâu rồi còn xuất hiện làm sao được Mấy người đi theo tôi cả đám công nhân hùa đi theo. Vào nhà vệ sinh thì hoàn toàn không có một ai. Từ quay ra mắng anh công nhân kia. Làm gì có ai? Anh nói nước trên người vĩnh nhỏ tong tong. Vậy nước đâu? Phải có dấu nước chứ. Cứ nốc rượu cho lắm vào rồi nhìn hỏa các quốc tưởng tượng linh tinh. Thôi, quay về làm việc hết đi. Từ nay ai tung tin bậy bạ, tôi đuổi việc hết đó. Từ nói một hơi không cho anh chẳng công nhân kia chen vào. Anh nói vậy chỉ để chấn an công nhân tại xưởng. Chứ thật lòng anh cũng đang khá run sợ, bởi trước đó ít phút hiện tượng lạ lùng đã xảy ra trong văn phòng của anh. 5 giờ 30, tất cả công nhân sắp về, Từ nói với bảo vệ canh chừng cẩn thận, hàng hóa đợt này rất quan trọng, xảy ra vấn đề gì là toi cả lỗ. Sau đó, lên xe, chạy ra quán thịt chó nhậu với mấy đứa bạn. Bà Lan ở nhà đang ăn tối cùng bà Hoa và cháu nội Đột nhiên tiếng sẹt sẹt trong bếp kêu lên Ba người giật mình nhìn lại Thì bóng điện đang bốc khói nghi ngút Bà Hoa vội chạy lại Rút dây bóng điện đó ra Toàn bộ đường điện trong nhà tắt phục Bà Lan ôm cháu chạy ra ngoài Mấy ngày nay Nhà bà cứ liên tục bị cháy đổ Hôm thì cái ấm điện Hôm thì bóng đèn Hôm trước còn cháy cả cái tivi lúc bà đang xem Bà điện cho con trai về Coi lại đường dây điện nhưng Tư không nghe máy Giờ này hắn bận phê pha với lũ bạn bậm rượu rồi Sau khi thấy an toàn Bà Lan mới bế cháu vào nhà Nói bà Hoa bật cây đèn măng sông lên Nhưng cây đèn cũng không sáng Đành sống trong bóng tối một hôm Ngày mai xã gọi thợ điện đến sở Bà dắt cháu nội vào phòng đi ngủ sớm Hai bà cháu nằm trên giường Bà kể cho Hiếu nghe về mẹ mình Bà xây dựng trong đầu cậu bé non nớt Hình ảnh một người mẹ tệ bạc bỏ chồng bỏ con sống chết mặc bay hiếu nằm nghe một lúc cậu ngủ lúc nào không hay có lẽ nó chưa hiểu sự đời nhưng nó cũng biết một câu chuyện mà kể đi kể lại sẽ vô cùng nhàm chán bà lan đang say sưa kể thì bỗng nghe một tiếng động rất lớn ngoài cửa phòng bà bật dậy chạy ra hét lớn có chuyện gì thế hoa tiếng động gì vậy nhưng không thấy bà hoa trả lời cả một không gian tối om im bặt Bà nghi có chuyện chẳng lành Bà lén lén bước nhẹ vào góc phòng Cầm cây gậy sắt lúc nào cũng để ở đó Phòng trường hợp nguy hiểm Bao năm ra bắc vào nam Lăn lộn khắp nơi Bà chẳng ngán mấy chuyện như thế này Cứ xã cho nó một phát vào đầu là xong Bà từ từ tiến ra hẳn bên ngoài để quan sát Nhưng không thấy một ai cả Bỗng có tiếng chân chạy sầm sập sau lưng bà Hướng lên phía tầng trên Bà quay lại hét lớn Ái chà Chạy lên đó thì mày thoát đằng trời Hóa đâu? Sao gọi không trả lời? Bà bước vội vào phòng Định cầm điện thoại báo công an Bỗng điện thoại tắt nguồn Bà quyết phải trừng trị cho tên trộm này một bài học Tò gan lớn mật dám đột nhập vào nhà Hương Lan này sao? Bà xách cậy sắt Lò dò bậc thang bước lên tầng Bỗng một con mèo từ đâu lao về phía bà Kêu lên kinh hãi Bà lan giật mình thoáng chốc Rồi lấy lại bình tĩnh men theo bờ tường như một nữ cảnh sát đặc nhiệm bà lan tiến lên phía trước về phía phòng để đồ bỗng một tia chớp sáng loà xé ngang bầu trời để lộ thân ảnh người đàn ông đang đứng úp mặt vào tường phía cuối hành lang bà lan mừng thầm trời giúp bà rồi bà đếm thầm từng nhịp giờ sẵn cây gậy sắt lên quá đỉnh đầu bà sẽ bỏ một phát hết lực là đi đời tên trộm khốn kiếp năm bốn ba hai một bà a lên một tiếng cực lớn bỗng tia chớp lại lóe lên một khuôn mặt trắng ơn ẩn đang áp sát mặt bà bà hốt hoảng la lên rồi ngã lăn ra đất cây gậy sắt rớt xuống nền kêu lên vài tiếng leng keng rồi tắt lịm bà lan nhận ra đó là vĩnh bà cắm đầu lao nhanh xuống dưới vào phòng đóng chặt cửa lại lục soát tấm bùa bà thầy pháp đưa năm xưa nhưng tìm mãi không thấy đâu cả Bà vò đầu bứt tai ngồi thu lưu trên giường Cơ thể nấc lên từng nhịp vì run sợ Đột nhiên bà nhớ đến cô Hiếu Nó không còn nằm ngủ nữa Bà lấy hết can đảm chạy ra ngoài gọi tên cháu nội ẩm ĩ lên Bà lại tiếp tục gọi bà Hoa Nhưng đáp lại bà chỉ là sự tĩnh lặng Màn đêm bao trùm lấy bà Bà muốn chạy vọt ra ngoài cổng Nhưng lại sợ người đời chế cười bà Hương Lan nhút nhát Sợ họ đồn đại về ngôi nhà to nhất nhì phố thị này đang run sợ không biết phải làm gì. Bà bỗng nghe tiếng nước xối xả trong nhà tắm. Bà vội vơ cái bật lửa trong phòng chạy vào. Bà hoảng hốt khi thấy cháu nội bà đang nằm trong bồn tắm ngập nước. Bà vội lôi cháu dậy bế thốc vào phòng, lấy khăn trùm lên người Hiếu. Hiếu sẫy này đòi bà cho vô phòng tắm chơi tiếp. Nó nói, Bà ơi, chơi với chú ấy vui lắm. Chú ấy bảo phải tập bơi, không sẽ chết ngạt dưới nước đấy cậu nói ngây ngô của thằng bé làm bà lan điếng hồn vậy là đúng rồi vĩnh trở về để báo thù bà không được chú ấy là người xấu bà không cho cháu chơi với chú đấy cháu không chịu đâu chú đấy là người tốt mà nói rồi nó khóc thét lên đúng lúc ấy tiếng đập cửa phòng vang lên rồn rập bà lan kinh hãi ôm chặt lấy hiếu bà hét lên mày cút đi tao không hại mày là chị mày Tất cả là do con chị mày Bóng cánh cửa phòng đổ sầm xuống Bà Lan hét lên thất thanh Ôm cháu run rẩy Từ lao vào Mẹ làm gì mà con gọi mãi không mở cửa vậy Đến sưởng gỗ nhanh lên Sưởng gỗ cháy rồi Cháy Sưởng gỗ cháy sao Bà hấp tấp cùng tư lao nhanh ra xe Mặt bà cắt không còn giọt máu Gửi cô Hiếu sang nhà bên cạnh còn ngựa sắt lao vùn vút trên đường. Một biển lửa trước mắt bà Lan. Bà lao về phía xưởng nhưng bị công an ngăn lại. Bà Lan chỉ kịp thét lên một tiếng, rồi ngất lịm. Từ chạy lại đỡ mẹ, bế sốc lên xe trở đi bệnh viện. Tư vừa lái xe vừa khóc. Vậy là mất trắng rồi. Bao nhiêu tiền bạc công sức đã bị thiêu rụi. Men rượu lúc này đã ngấm, mắt lại mở đi vì nước mắt. Anh lái xe gần như mất kiểm soát, đâm bên này, sẹo bên kia làm mọi người trên đường vô cùng hoảng loạn xe chạy qua cây cầu nơi vĩnh tai nạn bỗng một bóng trắng băng qua đầu xe tư làm anh giật mình đánh lái mạnh sang trái chiếc xe mất thắng đâm sầm vào thành cầu cả người và xe lộn xuống sông hệt như cái cách vĩnh chết cùng lúc đó linh đang phê pha ma túy cùng đám bạn tại một khách sạn bên huyện khác năm mươi triệu cô xin chồng là để đái cả bảy cùng chơi vì lời cá độ thu cuộc Cả đám bật nhạc lên Hít lấy hít để cái thứ bột màu trắng trắng Hai mắt đỏ đẫn Lắc lư theo điệu nhạc Lợi dụng cô phê quá không kiểm soát Mấy thằng bạn thay nhau cưỡng hiếp Chơi liên tục từ tối cho tới sáng Chán chê Chúng bỏ mặc cô nằm đó Máu từ cái tuyệt tác trần gian Chảy ra lênh láng Hai ngày sau Xác hai mẹ con bà Lan được vớt lên Hai cái xác trương phỉnh như hai con trâu mộng Xác linh cũng được người dọn phòng khách sạn phát hiện ba cái chết cùng một lúc cùng một nhà vụ án ấy gây rúng động dư luận một thời gian bao nhiêu giả thuyết đặt ra bao nhiêu lời đồn đoán vô căn cứ nhưng rồi cũng trôi vào quên lãng hiếu được cười vào cô nhi viện cậu bé hay cười hay nói từ đó trở lên lầm lì hơn đừng mà dừng tay lại đi em không không hạnh hét lên kinh hãi một giấc mơ thật khủng khiếp. Cô mơ thấy Vĩnh giết hại tất cả mọi người trong nhà chồng cô. Giấc mơ thật đến mức nó diễn ra ngay trước mắt cô vậy. Lào mồ hôi trên trán, cô bước dậy uống miếng nước cho tỉnh táo. Nhìn đồng hồ mới chỉ 2 giờ đêm. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng hôm nay tròn quá, soi sáng rõ cả một vùng. Cô chợt nhớ quê hương, nhớ con mình. Kể từ ngày cô bỏ vào Nam cũng đã hơn 5 năm rồi. Ngày đó vì lòng thù hận cô quyết ra đi tìm kiếm cơ hội làm giàu để báo thù. Chỉ có tiền mới có quyền trong cái thế giới đầy bất công này. Cô làm đủ mọi nghề, từ lau dọn vệ sinh, ô xin đến phụ hồ. Chỉ cần có tiền là cô làm. Mục đích duy nhất, cô phải sớm tìm cơ hội để về báo thù cho mẹ và em. Nhưng rồi thời gian cứ trôi, lòng hận thù cũng dần tan biến. Bản tính lương thiện trỗi dậy trong cô. Oan oan tường báo bao giờ mới dứt. Giờ đây Cô chỉ muốn về với quê hương, muốn được nhìn thấy con khôn lớn trưởng thành. Những cơn gió hiu hiu mang hương thơm đồng nội từ đâu thổi vào, khiến mắt cô trùng xuống. "Ê, Hạnh ơi, đọc báo nè, có vụ án ghê quá." Hạnh vừa mở cửa, chị phòng trọ xóm bên ríu rít chạy sang đưa Hạnh bài báo. Hạnh tò mò sợ ra đọc, sắc mặt Hạnh đột ngột thay đổi, đổi cô ôm mặt khóc nức nở. "Chị kia thấy lạ hỏi, thì hạnh nói thấy thương cho người ta nên không kiềm chế được xúc động bao năm nay cô chôn giấu nỗi đau quá khứ vào trong lòng không kể cho bất kỳ một ai cả vậy là giấc mơ đêm qua là sự thật em trai hạnh đã về báo thù cô vội vã thu xếp quần áo ra bắt tàu về quê để tìm con mẹ chồng và chồng đều đã mất cả vậy còn cô ở đâu đây sau ba ngày hai đêm cô cũng trở về đến quê hương mình tức tốc đi tìm con. Nơi đầu tiên cô đến là căn nhà chồng ngày xưa. Vẫn cái nhà to đùng ấy, nhưng giờ đây kín cổng cao tường, không khí nặng nề ai oán. Cô dò hỏi quanh xóm, thì được biết con cô đã vào cô nhi viện, nhưng địa chỉ nào thì không ai hay biết. May mắn, cô gặp lại được bà Hoa giúp việc năm xưa. Bà sống với con trai cách đó không xa. Bà đưa cho cô tấm hình hiếu chụp, nhân kỷ niệm sinh nhật hiếu năm tuổi. Cô cảm ơn đưa cho bà số điện thoại của mình và dặn nếu có thông tin hãy liên lạc cho cô ngay rồi quay về nhờ cô thủy giúp đỡ cô thủy lúc đầu giận cô lắm bởi cô bỏ đi mà không nói cho ai biết cũng không thèm liên lạc về nhưng rồi cô cũng dễ dàng bỏ qua khi hiểu tâm tư cháu mình hai cô cháu bắt đầu cuộc hành trình tìm cô hiếu từ những cô như viện trong tỉnh rồi đến ngoại tỉnh từ gần đến xa hai cô cháu hạnh không bỏ qua bất cứ một cái nào nhưng vẫn không có tung tích gì. Dọc dã tìm con, thòng dòng trên mọi nẻo đường, dù mưa hay gió, người mẹ ấy quyết trí tìm cho bằng được. Cô Thủy không thể cùng cô đi mãi như vậy vì còn việc nhà, nên những năm tháng sau đó chỉ còn mình hạnh tìm kiếm. Đi đến đâu, cô cũng nhờ đến cơ quan chức năng, nhưng rồi cũng chỉ là cái gật đầu thở ơ. Tìm kiếm một đứa bé ở thời đại 4.0 này còn khó, huống chi ở cái thập niên công nghệ chưa phát triển. Nếu dễ thì đã chẳng có chương trình như chưa hề có cuộc chia ly, nổi đình nổi đám một thời. Năm năm dọc dã trôi qua, bao tiền tích cóp cũng đã gần cạn kiệt. Hành đành phải xin việc để vừa làm vừa tìm con. Gương mặt xinh đẹp của thời thiếu nữ đã xuất hiện chi chít những vết nhăn sạm đen vì nắng. Cô vẫn một lòng quyết chí không từ, Nhưng ông trời cứ như muốn trêu người người con gái này con cô vẫn biệt tâm, biệt tích. Hôm nay, mày mà không bán hết tập vé số này, thì mày chết với tao. Hiếu đưa con mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy rỗ bạm chậm của lão già béo ú, đang vắt chân lên ghế, tay phỉ phèo điếu thuốc lá. Hắn cắn chặt hai hàm răng vàng ố vào nhau, rồi quăng cho Hiếu tập vé số, dày cộp, đầy nghiến. Mày nhìn gì? Chọc mù mắt bây giờ. Cút! Hiếu không nói nửa lời, cầm tập vé số, bước ra ngoài ánh mắt đầy cam phẫn. Hiếu chỉ muốn xông vào, nện tơi bời vào cái mặt lão già khốn kiếp đó cho bó tức. Từ ngày hắn dụ Hiếu về sống với lão, chưa một ngày Hiếu được bình yên. Sau khi được gửi vào cô nhi viện ít ngày, Hiếu đã trốn ra ngoài vì Hiếu muốn về với bà. Cậu nhóc mới hơn 5 tuổi, biết đường đâu mà đi. Hiếu lang thang trên đường, rồi vô tình gặp lão. Lão đã dụ Hiếu về căn nhà chết tiệt của lão. Ngày ngày đánh đập, bắt Hiếu bán vé số đem tiền về cho lão rượu trẻ hút chích. Bán được thì lão cho ăn, không được nó đánh không thương tiếc, bắt nhịn đói. Gần 10 năm qua, Hiếu bị đối xử thua cả một con chó. Nhiều lần ớt ức trốn đi, nhưng lại bị tóm lại. Tai mắt của lão ở khắp mọi nơi. Bọn lão có cả một tổ chức chuyên chăn dắt trẻ em bán vé số. Chỉ cần có cơ hội là Hiếu sẽ quay về quê hương. Hiếu nhớ in cái địa chỉ nhà mình bởi ngoài những điều tồi tệ về mẹ Thì bà nội còn ấn vào đầu cậu địa chỉ nhà Phòng trường hợp cậu bị lạc đường Rồi cái ngày đó cũng đến Lão già chết tiệt cùng đồng bọn bị công an tóm gọn khi đang hút chích. Tất cả trẻ em bị chúng chăn dắt được giải thoát, trong đó có Hiếu. Được sự trợ giúp của công an, Hiếu về với quê hương sau 10 năm xa cách. Cậu bé 15 tuổi đen nhẹm, gầy ốm, khuôn mặt ánh mắt đầy phẫn uất đứng ngay cổng căn nhà to đùng năm xưa đã bị công an niêm phong kín mít. Cậu gạo khóc như mưa chút nước. Người đi đường qua lại, hiếu kỳ, đứng lại xem rất đông. Bà Hoa cũng tò mò ra xem. Bà hoảng hốt nhận ra cậu, đưa cậu vào nhà cho cậu ăn uống tắm rửa, khuyên cậu hãy về sống với mẹ. Bà nhờ con trai gọi cho Hạnh. Nhận được tin, Hạnh tức tốc về quê. Cô chờ đợi từng giây từng phút gặp lại con mình đã 15 năm bà hoa giúp việc kể lại tường tận cho hiếu về câu chuyện của mẹ mình nhưng bà đâu ngờ nỗi hận mẹ đã ăn sâu vào tâm can hiếu lời căn dặn của bà nội cứ văng vẳng bên tai mẹ hiếu là đồ tồi mẹ hiếu bỏ hiếu đi từ khi mới ba tháng tuổi mẹ hiếu giả vờ đáng thương để che mắt mọi người hiếu nghe cho có lệ chứ thực tế hiếu đang nghĩ gì thì chỉ mình cậu biết Hạnh quay về, vỡ òa cảm xúc lần đầu gặp con trai. Ôm con vào lòng, nước mắt người mẹ chảy chan hòa. Còn Hiếu thì hoàn toàn vô cảm. Cậu không khóc cũng không trách mẹ, cứ lầm lầm lì lì. Bà Hạnh hứa với con sẽ chăm lo cho con thật tốt, để bù đắp cho cậu. Bà Hạnh cho con đi học nghề sửa xe, bán miếng đất sau nhà, mở một tiệm sửa xe cho Hiếu cách nhà cỡ 5km. Rồi Hiếu lấy hỏng khi anh 22 tuổi, sinh được cô phong sau hai năm cưới vợ hai vợ chồng hiếu sống luôn tại tiệm sửa xe bà hạnh chăm lo vun vén cho con không thiếu điều gì không để nó thu thiệt với bạn bè cùng trang lứa lúc con dâu lâm bồn bà cũng săn sóc rất cẩn thận chu đáo tất cả điều bà làm là muốn bù đắp lại cho con sau bao tổn thương mà cậu đã chịu đựng còn hiếu thì cho rằng đó là việc bà hạnh phải làm vì lỗi lầm của bà ta bình thường thì không sao Chứ bà Hạnh có lỡ làm gì không hài lòng Là nó gầm lên như con hổ sữ Rồi luôn miệng quát cái câu quen thuộc Bà là đồ tồi Bà bỏ tôi đi từ khi tôi mới 3 tháng tuổi theo trai Bà phải bù đắp cho tôi để chuộc lại lỗi lầm Bà Hạnh rồi hàng xóm láng giềng hiểu chuyện Giải thích với nó nhiều lắm Nhưng nó đều cho rằng họ bị bà Hạnh che mắt Bởi cái vỏ bọc đáng thương của bà Cái hình tượng về người mẹ tồi tệ hẳn sâu trong não nó, chắc có cày sới cả ngày cũng không đào được. Quay về với hiện tại. Trong lúc bà Hạnh ngất xỉu nằm trong nhà thành, Hiếu bò dậy. Hắn đằng đằng sát khí lao xuống bếp, cầm con dao rửa xông qua cổng nhà thành. Hắn định mở cổng xông vào, nhưng mẹ thành đã chốt cổng lại từ lúc nào. Hắn tức giận bỏ con dao rửa liên tiếp vào cánh cổng, rồi gầm lên. Mày bước ra đây thằng nhãi rành, tao chém chết mày. Chuyện nhà tao không cần mày chia cái mũi chó vào Mày đánh tao này Đánh tao này Mỗi một câu hắn thốt ra Hắn lại bổ một nhát xuống ổ khóa cổng Kêu lên những âm thanh vô cùng kinh dị Mẹ Thành và mấy cô hàng xóm hoảng sợ quá Đứng trong nhà nói vọng ra Cháu ơi Cô xin cháu Cháu bình tĩnh lại đi Cô xin cháu Bà nói thằng đó Bước ra đây Quỳ xuống liếm chân tôi thì tôi dừng lại Bằng không tôi chém chết máu nóng lại dồn lên. Thành lao ra định hơn thua với nó, nhưng mẹ Thành kéo vào nhà đóng chặt hai cánh cửa lại. Thằng Hiếu chặt mãi khóa cổng không được. Nó tìm mấy viên gạch xếp chồng lên nhau, định sẽ nhảy tường vào nhà Thành. Đang chuẩn bị bật lên tường thì có tiếng quát. Anh kia, dừng lại ngay, anh đang làm gì thế? Hiếu quay mặt nhìn, thì một tốp công an mặc đồng phục, tay lăm lăm rồi quy điện đang tiến vào. Hắn hoảng quá, vứt luôn con dao rựa trên tay vào sân nhà thành kêu sảng một cái rất lớn rồi đứng im tại chỗ nghe tiếng công an tới thành và mọi người chạy ra ngoài ngay chú trưởng công an xã quát lớn có chuyện gì tại sao lại gây gổ ầm ĩ cả lên thành nói ngay thưa chú thằng này nó quậy phá chửi mắng mẹ nó nên cháu phải ra tay giúp đỡ ạ hỏi vậy cho đúng thủ tục chứ thực chất chú ấy biết tỏ mọi chuyện rồi những năm gần đây, nó là đối tượng trong tầm ngắm của công an. Họ nghi ngờ nó nghiện ma túy, nhưng chưa bắt được vì nó cũng thuộc loại cáo giả, chả các gì bà nội nó. Chú công an xã tức giận đùng đùng, lôi nó vào nhà bà Hạnh, gọi bà Hạnh qua để hỏi rõ ngọn ngành. Bà Hạnh cũng đã tỉnh, thành xìu bà qua, đỡ bà ngồi xuống đối diện trước công an, bà nói. Lỗi là do tôi chú ạ, tất cả mọi chuyện là vì tôi, mong chú tha cho nó còn dạy cái mang Nó không có lỗi gì cả Làm phiền các chú quá Các chú cứ về đi Chuyện nhà tôi tôi có thể giải quyết được Thành ngạc nhiên nhìn bà Hạnh Không ngờ đến nước này rồi Bà còn bênh vực nó Thành muốn nói lắm Nhưng anh không có quyền lên tiếng Hiếu nhếch mép cười nói <cười> Không có chuyện gì cả đâu chỉ là hai mẹ con hiểu nhầm thôi Các chú về đi Chú trưởng công an nói không có chuyện gì Mà nhà cửa tanh bành như thế này à Nhiều lần tôi nghe người dân báo là anh hỗn láo chửi mẹ anh rồi đó Anh là phận con Anh không được vô đạo đức như vậy Hiếu cười nửa miệng Thế chú hỏi mẹ cháu đi Cháu có chửi bà đấy lần nào không Mẹ Trả lời chú ấy dùm con cái Bà Hạnh chậm ngâm mấy giây Bà nói Không chú ạ Con trai tôi nó ngoan lắm Nó không dám láo với tôi đâu nghe xong câu trả lời đó thành tức quá bỏ về nhà ngay bà hạnh không khai báo thực tế cho công an thì đến bao giờ chuyện này mới dừng lại mấy chú công an nghe xong cũng đứng dậy ra về bước ra đến cổng chứ trưởng công an quay lại nhìn hiếu nói cứ liệu hồn đấy lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát mấy ông công an đi rồi hiếu ngồi cười sằng sặc giữa nhà hắn quắc mắt nhìn bà hạnh tốt lắm hôm nay coi như bà giúp tôi tôi sẽ bỏ qua chuyện cu phong nhưng bà còn làm gì khiến tôi không hài lòng thì đừng trách tôi rồi hắn đứng dậy cầm ngược cái dép tổ ong tiến lại và đôm đốp vào mặt vào má cu phong để thỏa cơn giận hắn biết nếu đánh mẹ hắn hắn sẽ phải đi tù nhưng dạy bảo con thì ai làm gì được hắn cu phong không khóc cũng không sợ hãi nó cứ nhìn chằm chằm hệt cái ánh mắt của bố nó ngày xưa nó lôi cu Phong sỉnh sạch ra cổng Trước khi đi còn chửi qua phía nhà Thành Tao chưa để yên cho mày đâu Còn chó à? Vài người dân còn đứng lại xem nhìn theo Mà tội nghiệp cho thằng nhỏ Có người nói Nhìn cái mắt thằng nhỏ mà xem Đánh đầu thế mà không hề khóc Rồi sau này Nó sẽ đối xử với bố nó Không khác gì cái cách Nó đối với mẹ nó đâu Họ ùa vào an ủi bà Hạnh giúp bà thu xếp đống đổ nát. Có một điều ai cũng băn khoăn là tại sao nó lại xới tung mảnh vườn của bà lên như thế. Về đến nhà, Hiếu tức giận ngồi phịch xuống bàn bắn bi thuốc lào, hút miếng nước trà đặc rồi nói với vợ. Tổ sư nó, làm gì có vàng nào chôn trong vườn đâu. Anh đã xới tung cả mảnh vườn lên rồi, làm nhọc cả người. Hồng vội nói, sao vậy được? Em đã hỏi đi hỏi lại bà thầy bói, bà chắc nịch luôn. Còn nói không có vàng, muốn làm gì bà cũng được. Bà nói, mảnh đất đó là nhà quan thời xưa, quan chôn vàng để con cháu sau này hưởng. Bà còn tả rõ mồn một, một là ở dưới cái luống rau trồng trong vườn mà. Vậy em mới tin chứ, ngu đâu mà tin bậy bà. Nhưng mà anh sới tung lên rồi, đã chắc có chưa lấy gì vàng. Tết ra, à, Hồng là người suối dục mọi chuyện, cái chuyện cu phong chỉ là cách cớ để hắn đào sới mảnh vườn lên. Hồng suy nghĩ một lúc rồi nói. Hay là... Hay là mẹ anh sới đất trồng rau. Bà vớ được giấu đi rồi. Chứ bà bói này giỏi lắm. Bà chỉ cho nhà ông tích làng bên. Đào được số vàng sau vườn đó. Nghe vợ nói hợp lý. Hiếu không nói gì. Đầu hắn đang tập trung suy nghĩ cách lấy được số vàng đó. Có nó trong tay. Hắn sẽ tha hồ hút chích sống một đời sung sướng mà không phải rút đầu xuống gầm xe kiếm vài đồng bạc lẻ. Trước kia, ngoài việc hỗn láo với mẹ, thì hắn rất chăm chỉ làm ăn, thương vợ con mình. Nhưng tự nhiên ba năm nay nó đổ đốn, bỏ bê công việc, ngày làm ngày nghỉ. Người thì cứ gầy tóc đi. Ai cũng thầm hiểu là nó xính nghiện, nhưng chẳng ai dám nói. Vợ nó còn chả khuyên được, huống hổ đến người ngoài. Hắn đứng dậy, ra nhà tắm. Tắm cho sạch đất cát, rồi chuẩn bị đi ngủ cởi phăng chiếc áo vứt vào máy giặt hắn cúi xuống định lột quần ra thì một sòng máu đỏ lòm chảy dưới chân hắn giật mình nhảy bật ra chỗ khác nhưng chân còn vướng ống quần làm hắn ngã nhào ra phía sau tay đập vào thành bể nước đau điếng hắn nhăn mặt dụi mắt nhìn lại thì không có gì hắn cười nhẹ tự vỗ đầu mình một cái lồm cồm đứng dậy tụt hẳn quần ra để thòng lòng kết cục thịt thừa Hắn đứng ngay cạnh bể nước mưa tắm cho mát Mà không vào nhà tắm Hắn múc đẩy xô nước mát lạnh Xối từ trên đầu xuống Nhắm mắt tận hưởng sự sảng khoái Dòng nước chảy hết Hắn dùng một tay vuốt mặt mở mắt ra Hai con mắt vừa mở Hắn kinh hãi hét lên Vì một khuôn mặt trắng xã Đứng trước mặt hắn Nở nụ cười ma quái Con chó hắn nuôi xích gần đó Cứ sủa lên liên hồi Hắn cắm đầu chạy vào nhà run rẩy, cơ thể còn trần như nhộng. Vợ hắn đang nằm trên giường thấy vậy nói lớn: "Ơ, cái anh này hay nhỉ? Hét cái gì thế? Tắm xong thì không mặc quần áo vào. Con nó nhìn nó cười cho đấy." Hắn lắp bắp không thành tiếng: "Ma, có, có có ma? Ma sao? Kể rõ em nghe nào." Hồng giật mình ngồi dậy hỏi. Hắn kể lại chi tiết cho vợ nghe. Hồng ôm chặt lấy hắn Hồng cũng nhát gan lắm Nghe đến mà là người cô run như cầy sấy Hiếu bản tính lầm lì từ bé Hắn chả sợ gì Vậy mà hôm nay lần đầu hắn kinh hãi như thế Nhưng thân là Nam Nhi Hắn không để vợ coi thường mình Hắn cười lớn <cười> Anh chọc em đó Giỡn xíu cho vui thôi Anh thấy em có vui miếng nào không Sợ gần chết Lần sau đừng có giỡn vậy nữa Thôi được rồi đi ngủ đi. Hắn đứng dậy mặc cái quần ngủ rồi tắt điện, nhưng trong lòng lo lắng lắm. Nằm chăn chọc mãi không ngủ được, hắn cứ ngờ ngợ hay do chiều nay chơi thuốc mà giờ sinh ra ảo giác. Vừa lim sim nhắm mắt, tiếng nước xối xả phía nhà tắm vang lên, con chó chu lên từng hồi. Hắn mở mắt, nhìn sang vợ thì Hồng đang ngủ say sưa. Hắn bắt đầu run rẩy lay vợ mình dậy, nhưng Hồng chỉ ậm ừ rồi ngủ tiếp. Hắn đón đén mò dậy định bụng bật điện lên thì tiếng nước ngưng chảy tiếng chó chu cũng im bặt thay vào đó là loạt tiếng lẹt xoẹt của dép ngoài cửa hắn vội bật công tắc điện tiếng dép im bặt hắn tông cửa chạy ra ngoài thì một bóng trắng lao vút qua mặt hắn rồi biến mất trong bóng đêm hoảng sợ quá hắn chạy lên giường ôm chặt vợ người run bần bật để điện sáng nguyên đêm hắn không tài nào ngủ được Tại sao lại có điều kỳ quái này xảy ra trong nhà hắn? Hắn không mê tín như vợ, nhưng có thở, có thiêng, có kiêng, có lạnh. Hắn cũng cúng bái đầy đủ, ngày rằm mồng một không thiếu buổi nào. Mệt quá hắn nhắm mắt lại cố dỗ vào giấc ngủ. Bỗng bên tai hắn âm vang một câu nói từ cõi diêu minh vọng về. Đồ con bất hiếu, tao cấm mày, hỗn láo với chị tao hắn bịt chặt tay lại hét toáng lên vợ hắn gọi lớn anh hiếu anh hiếu sao vậy dậy đi sáng rồi hóa ra chỉ là một giấc mơ nhưng nó chân thực quá hắn thở hổn hển như con chó giữa chưa hề oi ả à. hắn vừa đánh răng vừa ngẫm nghĩ về giấc mơ đêm qua hắn sợ thật từng đám xa cả cứ thi nhau nổi lên bỗng vợ hắn đứng sau hỏi giờ anh tính sao cái vụ vàng đó Miệng còn đầy bọt kem Hắn quay lại nhìn vợ nói Anh có cách rồi Em yên tâm Nói rồi hắn tu miếng nước Ngừa cổ khẳng khặc Nhỏ tuẹt hỗn hợp trong miệng ra ngoài Rồi mặc vội chiếc áo đi đâu đó 12 giờ đêm hôm đó Mẹ nhanh nhanh lên Bị phát hiện thì tù một gông đó con Tiếng Hiếu khẽ quát thẳng nhân Thằng bạn thân của Hiếu Đi đâu làm gì cũng sát cánh bên nhau đến mức nghiện cũng phải nghiện chung. Nhân gắt lại, mày giỏi thì mày làm đi, cái ổ khóa chắc bỏ mẹ ra. Hiếu và Nhân đang cố gắng mở cái ổ khóa nhà bà Hạnh lẹn vào trong tìm vàng. căn nhà từ thời cha mẹ bà để lại nhỏ xíu, cũ rích được ngăn làm hai phòng. phòng bên ngoài rộng hơn, bà Hạnh kê đủ cái giường ngủ, bộ bàn ghế và cái tivi. căn bên trong bà để vài cái hòm quần áo, mấy thứ vật dụng linh tinh đằng sau phòng nhỏ đó có cánh cửa gỗ đó là lối tắt thời xưa bố mẹ bà đi thông ra vườn sau mảnh vườn đó bà đã bán cho người ta lấy tiền lo cho hiếu rồi họ cải tạo thành vườn trồng hoa rất đẹp thành ra từ ngày đó cánh cửa cứ khóa kín mít bà chẳng bao giờ quan tâm đến nó mà cũng chả hiểu thiết kế kiểu gì ổ khóa lại nằm phía ngoài mày tránh ra để tao làm hiếu gạt thằng nhân sang một bên Mấy lần đến đây Hiếu cũng quan sát qua cái khóa này rồi Nhưng không ngờ Cái khóa cũ lại khó mở như vậy Hiếu tỉ mỉ nhét miếng thép vào Vặn tới vặn lui Cái mẹo bẻ trộm khóa Hiếu học được từ thời đi học sửa xe Lâu rồi không dùng tới Nên giờ gặp không ít khó khăn Đang loay hoay mở Hiếu cảm nhận như có làn gió sộc vào người Làm anh dùng mình Nhân vỗ vai làm Hiếu giật nảy mình Này Hiếu Mày có thấy lạnh không Trời mùa hè mà sao có gió lạnh thế? Hay là mình về thôi. Tự dưng tao có sự cảm không lạnh. Cái thằng nhát chết này, mày thích thì mày về đi. Tao tìm được vàng thì đừng có ngửa tay xin. Vừa dứt lời, tiếng ổ khóa kêu tạch một cái. Cả hai đứa mừng rỡ nhìn nhau. Khép mở cánh cửa, nhưng tiếng bản lề lâu ngày vẫn kêu lên ken két. Hai thằng chui tọt vào trong, từ từ đóng cửa lại. Rồi mò mẫm tiến vào tìm kiếm. Hắn cầm cái đèn pin nhỏ xoay quanh căn nhà Toàn quần áo với dụng cụ Hai đứa lật từng hòm đồ lên Bới tung các ngóc ngách cũng không thấy gì Hắn nói nhân tìm kỹ trong đó Còn Hiếu móc trong túi ra con dao bấm Miếng khăn trắng Lầm lầm bước ra ngoài Hắn đứng ngay đầu sườn Chỗ bà Hạnh đang nằm ngủ say sưa Nhẹ nhàng lật chiếu lên tìm Bất ngờ hắn giật mình Vì cảm nhận thấy một bóng đen vụt qua sau lưng hắn Hắn không kiểm soát được Hét lớn một chữ Ai Bà Hạnh choàng tỉnh sau tiếng hét ấy Bà hốt hoảng định hét lên Thì hắn lao lên giường Dùng gối bịt chặt mặt bà Bà ú ớ không kêu lên thành tiếng Chân bà quẫy đạp mạnh Bà nằm yên Quẫy đạp nữa tôi sẽ giết bà đấy Bà Hạnh sợ quá Liền nghe theo lời hắn Hắn từ từ kéo gối xuống Nhanh tay đưa con dao bấm vào cổ bà Gặn giọng bà mà hét lên Tôi xin bà chết Bà Hạnh bàng hoàng nhận ra Người đang đè chặt lên người bà lúc này Là thằng con trai bà yêu thương bao năm nay Nó hỗn láo chửi bà Nhưng bà không ngờ có ngày nó đòi xít bà Nằm im trên giường Hai hàng nước mắt chảy ra ướt gối Bà Hạnh không nói lửa lời Không phải vì bà sợ chết Mà bà đang đau quặn thắt tim gan Cuộc đời bà trải qua biết bao đau thương Nhưng có lẽ lần này là bà đau nhất. Thẳng nhân nghe tiếng lục đục chạy ra, nó giật mình. Mày làm gì vậy hiếu? Mày nói tao chỉ tìm vàng thôi mà, sao mày hành động thế này? Đó là mẹ mày đấy. Thực ra đến nhân cũng không biết chuyện hiếu chuẩn bị mọi thứ để giết cả mẹ mình nếu như bị phát hiện. Nó cũng là thẳng nghiện, nhưng chí ít nó còn có tình mẫu tử. Hiếu quắc mắt nhìn nó. Mày hỏi hay đấy, tại sao ư? Bà ta không phải mẹ tao Bà ta bỏ đôi tao Để cuộc đời tao phải chịu bao đắng cay tủi nhục Tao suýt chết mấy lần Nhưng may ông trời cho tao sống Sống để giày vò lại bà ta Cho bà ta nếm trải cái cảm giác mà tao đã trải qua Bà Hạnh nằm im không nói gì cả Bà đã giải thích hàng vạn hàng tỷ lần rồi Nhưng hắn vẫn cho rằng bà ta đang diễn Hắn bất chợt dí sâu dao vào cổ bà Bà nói mau Vàng bà giấu ở đâu Bà Hạnh không nói gì, chỉ lắc đầu. Ở đâu ra có vàng kia chứ? Bao nhiêu tiền bạc bà lo cho hắn hết rồi. Hàng ngày, bà ăn rau ăn mắm, có đồng nào bà đều mua quả cho cháu. Bà hy sinh cả cuộc đời cho hắn, để sợ kết quả bà nhận lại tàn nhẫn như này sao. Thấy bà Hạnh lắc đầu, máu điên càng nổi lên, nó dí dao chặt hơn, gầm lên. Bà đừng tưởng tôi không dám giết bà, tôi cho bà cơ hội cuối, bà có nói không? Hắn vừa xích lời, bất chợt cánh cửa chính mà bung ra. Hai người cảnh sát xông vào, chĩa súng về phía hắn và nhân hét lớn. "Mau dừng tay, hai anh đã bị bắt." Nhân hoảng sợ quỳ xuống, hai tay giơ lên trời. Còn hắn vội túm người bà hạnh dậy, dí dao cổ bà quát lại. "Các người, đừng có qua đây, nếu không tôi sẽ giết bà ta." Thành từ ngoài bước vào lên tiếng. "Đầu hàng đi anh Hiếu." quay đầu là bờ Pháp luật sẽ khoan hồng cho anh Hắn trợn trường trường quát lớn Lại là mày Mày im miệng đi Ai cho mày xíu vào Nói chưa hết câu Một tiếng đoàn vang trời nổi lên Viên đạn ghim trúng vai hắn Hắn ngã ngửa ra phía sau Thành vội ôm bà Hạnh bế ra ngoài Chú trưởng công an là chủ nhân của phát đạn đó Hắn và nhân bị bắt Áp giải đi ngay trong đêm bà hạnh lên cơn đau tim ngất lịm đi được thành và mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu thực ra bà hạnh và thành đã biết rõ chuyện này sẽ xảy ra rồi vì ông vĩnh em trai bà đã về báo mộng cho bà và thành hai giấc mơ sống hệt nhau nhưng điều hai người không ngờ là nó xảy đến quá nhanh sau giấc mộng thành đã lắp camera trong nhà bà hạnh đồng thời kể lại giấc mơ cho chú trưởng công an vốn không tin vào chuyện tâm linh nhưng chú vẫn cho người âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Hiếu. Hiếu bị xử phạt 15 năm tù giam. Quãng thời gian đó không khác gì cực hình với Hiếu cả. Anh bị bạn tù đánh đập nhiều tử. Vì khi biết lý do anh vào tù, ai cũng căm tức đứa con trời đánh này. Đêm nào cũng mơ thấy ác mộng. Ông Vĩnh luôn hiện về dọa dẫm Hiếu. Hiếu đã thực sự ăn năn hối lỗi về hành vi của mình. Anh mong từng ngày ra tù để về chăm sóc cho mẹ, chuộc lại lỗi lầm. Thành nhận bà Hạnh là mẹ nuôi, chăm sóc cho bà không khác gì mẹ ruột cả. Bà Hạnh giờ đã giả yếu, tinh thần không minh mẫn, tai thì điếc nặng, nhưng ai đến nhà chơi cũng hỏi mỗi một câu. Thằng Hiếu, nó sắp về chưa? Tôi nhớ nó quá. Nó sắp về rồi, cụ ạ. À. Cụ hỏi con chắc cũng cả trăm lần rồi. Cô hàng xóm hét vào tai cụ nói lớn, cụ gật gật đầu rồi nói lại tôi ăn cơm từ nãy rồi ôi giời ơi là giời còn bó tay với cụ luôn thành và mấy người ngồi đó cười lên sằng sặc rồi thời gian trôi qua cụ hạnh ngày càng yếu thành cũng dốc lòng chữa chạy cho cụ nhưng vì tuổi cao sức yếu cụ bị bệnh viện trả về nhìn mẹ nuôi nằm trên giường thoi thóp từng hơi thở khó nhọc thành khóc rất nhiều sự sống của bà giờ đây chỉ còn được tính bằng giây Bà ráng sống bao năm nay cũng chỉ vì muốn đợi ngày Hiếu được ra tù. Nhưng lúc này, có lẽ bà không chờ nổi nữa rồi. Mọi người đang ngồi quanh giường nhìn bà thì bất giác nhìn hết ra ngoài cửa bởi tiếng hét của Hiếu. "Mẹ! Mẹ ơi! Con về rồi đây này." Đầu tóc Hiếu rối xù, da mặt đen sạm, đầu tóc mọc dài, cơ thể gầy sọp đi nhìn như bộ xương di động. Hiếu lao vào ôm chầm lấy mẹ, khóc tức tưởi. Mẹ ơi, con sai rồi, con xin lỗi mẹ. Bỗng ngón tay bà Hạnh khẽ cử động, hai giọt lệ lăn xuống từ hai khóe mắt. Cơ thể bà giật lên ba cái rồi tắt thở. Bà Hạnh đã xa đi mãi mãi, kết thúc cuộc đời một người phụ nữ thông minh, xinh đẹp nhưng kém may mắn. Nếu để ý kỹ thì sẽ thấy trong làn khói hương ngào ngạt, bốn bóng người mờ mờ đục đục đang nắm tay nhau bước đi rồi dần dần mất hút. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe xong phần 2 của câu chuyện Một đời đau thương. Cảm hứng lớn nhất của thuận khi viết ra cái câu chuyện này đấy là đã một lần thuận được chứng kiến một người chửi và đánh mẹ của mình một cách rất là tàn nhẫn lúc đó thuận cũng rất là căm tức nhưng rồi mọi người nhìn xung quanh cũng rất là căm tức vào ngăn cản nhưng mà cũng không được anh ta hùng hộ như một con trâu ờ, anh ta đập phá nhà cửa của mẹ anh ta thế này thế kia làm đủ mọi điều rất là kinh khủng ừ, cuối cùng thì công an người ta đã vào giải quyết và bắt anh ta đi và chính cái hình ảnh đó nó in sâu vào não của Thuận rất là lâu. Và từ rất lâu rồi Thuận muốn viết lên cái câu chuyện tả về cái cuộc đời của người phụ nữ đó. Thực ra trong câu chuyện này thì nó hoàn toàn là rất là nhiều thứ Thuận thêm thắt biến tấu đi rồi. Nhưng mà cái cốt thật sự thì nó cũng là có thật trong cuộc sống. Cái hình tượng anh chàng Hiếu này này là có thật đó mẹ bạn mọi người nha. Và cái hình tượng người bà nội này này cũng là có thật luôn bà ta rất là ghét con dâu bà ta rất là căm thù con dâu vì đã bỏ con trai của bà ta mà đi à không quên bà ta rất là ghét con dâu bà ta rất là căm thù bởi vì là con trai không nghe theo ý của mình rồi bà ta dạy cho con mình những cái điều rất xấu về người mẹ đó và cuối cùng là đến thời điểm hiện tại ngày hôm nay nhé anh này vẫn còn rất ghét mẹ mình và vẫn rất là nhiều cái cuộc chửi xảy ra nhưng ta chỉ chửi thôi thành ra là bên xã người ta cũng đe nẹt nhiều lần rồi nhưng cũng không làm gì được nên là đây là cái câu chuyện mà thuận lấy cảm hứng từ trong câu chuyện uh, ở đời thường và thuận đem vào là biến tấu thành một câu chuyện để đọc cho mọi người nghe và hy vọng rằng câu chuyện này uh, thuận viết uh, lần đầu tiên thì chắc chắn nó sẽ có những cái sai sót những cái thế này thế kia thì hy vọng mọi người nếu chú ý đón nghe thì hãy chỉ ra cho thuận để cho những cái câu chuyện sau thuận có thể Uh, viết hay hơn nữa viết tốt hơn nữa và đem lại nhiều cái cảm xúc cho mọi người nghe hơn nữa uh, Thuận muốn chia sẻ đấy là lần đầu tiên viết chuyện thực sự rất là mệt mỏi mọi người ạ trong mấy cái ngày thuận viết cái câu chuyện này trong vòng khoảng uh, 4 buổi ngày nào cũng ngồi suốt từ 1 giờ chiều viết thông tới 5 giờ 6 giờ xong dậy đi tắm rồi ăn uống Rồi ngồi tiếp viết tận tới 11 12 giờ đêm có hôm viết tới 2 giờ lần đầu mình viết mà lên là mình phải hình thành rất là nhiều thứ rồi mình cảm thấy nó rất là khó khăn luôn. Thế nhưng mà Thuận cố gắng, Thuận phải viết cho nó thật là hợp lý nhất, trọn vẹn nhất để có một cái câu chuyện hay gửi tới cho tất cả mọi người. Thực sự là khi mà cái khó khăn duy nhất đấy là mình mình phải sâu chuỗi các sự kiện vào, các mốc thời gian, rồi các tình tiết phải làm sao để cho nó hợp tình, hợp lý và cái câu chuyện này thuận không đem quá nhiều cái yếu tố kinh dị vào đây bởi vì thuận muốn viết làm sao cho nó đời nhất cho nó thực nhất à, chứ còn nếu cho quá nhiều cái yếu tố kinh dị về giết người rồi về thế này thế kia thì nó bị ảo tưởng nhiều quá thuận không thích những cái kiểu như vậy nên là cái yếu tố kinh dị trong câu chuyện thì hoàn toàn không có nhiều chỉ là xuất hiện một vài bóng ma thế này thế kia thôi cuối cùng sau bao nhiêu khó khăn sau bao nhiêu sự nỗ lực thì cũng ra được một câu chuyện. Và cả trong vòng 4 năm ngày đó, hoàn toàn cái cơ thể của Thuận, cái suy nghĩ, cái tâm tưởng của Thuận nó nhập tâm vào câu chuyện. Ăn gì, làm gì, uống gì, bất cứ cái gì, đầu đều nghĩ về cái câu chuyện này và phải nghĩ là làm thế nào để để nó, sự kiện gì nó sẽ xảy ra tiếp theo, thời ra tiếp theo. Tiếp theo. <laughs> Thật kiểu giống như là mình sống trong cái câu chuyện đấy luôn đấy là đấy là cái cái cảm xúc lần đầu mình viết chuyện là thuận muốn chia sẻ cho mọi người nghe như thế rồi và cảm thấy nó cũng rất là thú vị và tự dưng cảm thấy rất là yêu thích cái việc viết chuyện nên nếu như được sự đồng ý cũng như là được sự tin yêu của các quý vị khán giả thì thuận hứa sẽ ra những bộ chuyện tiếp theo à, ok cảm ơn tất cả mọi người đã đón nghe thuận đến giờ phút này chúc mọi người một đêm thật là ngon giấc và ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau 9 giờ trên kênh người dẫn đường quay âm một câu chuyện của tác giả khác nhé